Con kính bạch cô, con có câu hỏi là vợ chồng con bên nước ngoài có vay tiền ngân hàng và hàng tháng vẫn trả lãi đều cho ngân hàng. Cho đến khi dịch Covid đến thì công việc lúc có lúc không, lương không được công ty trả đủ mà vừa phải lo gửi tiền về nuôi con ở Việt Nam, vừa phải lo tiền trả ngân hàng bên này. Thì không còn tiền ăn, tiền nhà và tiền đi lại nữa. Vì ở Việt Nam hai con của con ở với bà ngoại, mẹ con cũng tu tập với đạo tràng ở Việt Nam. Mấy mẹ con đều tin sâu Phật Pháp, tin sâu nhân quả. Bố con bệnh, mẹ con thì chăm cháu nên không làm gì. Mà vợ chồng con không gửi tiền về thì ở nhà không có tiền chi tiêu. Nếu mà vợ chồng con về Việt Nam thì lại bị coi là trốn nợ. Như thế con biết nghiệp quả sẽ rất nặng, nhưng nếu ở lại làm thì cũng không có tiền gửi về. Con mong cô cho con lời khuyên nên làm thế nào trong trường hợp này, theo lời Phật dạy cũng như nhân quả. Nếu mà các bạn về Việt Nam thì coi như các bạn là trốn nợ. Thế nhưng mà các bạn phải để tâm các bạn không trốn nợ. Tức là các bạn về Việt Nam rồi thì các bạn cũng có lúc phải quay sang ạ. Đúng không? Có phải là về Việt Nam hẳn đâu. Cho nên đã về Việt Nam rồi thì phải quay sang. Vì trong cái thời gian Covid này thì tất nhiên là cái việc mà mình không có để trả nợ, cái việc đó thì dù bạn có ở đó đi chăng nữa bạn vẫn không trả nợ được. Vì không còn tiền để mà thuê nhà nữa rồi, không còn tiền làm gì nữa rồi, thì chắc chắn bạn có ở lại đất nước đó thì bạn cũng phải phải xin không trả nợ nữa, vì làm gì có, phải không? Không có. Thế thì bây giờ chúng ta đưa ra hai giải pháp. Giải pháp thứ nhất đó là mình bạch Phật, tu tập, xin là công việc của mình nó được giải quyết ở bên đó. Tức là nó tạo ra cho mình được các cái nhân duyên để cho mình có thể làm việc, có thể có thu nhập. Tức là cái nhân duyên để cho mình có việc làm và cái nhân duyên để cho mình có thu nhập và cái nhân duyên mình không mắc bệnh. Thế để cho chúng ta dù một đất nước bị làm sao đi chăng nữa giống như đất nước Việt Nam, dù cái lúc cao điểm về bệnh tật vẫn phải đi làm mà, có phải tất cả cùng không đi làm đâu. Các bạn thấy đúng không? Vẫn có thể đi làm. Thì tâm chiếu hoàn quán cũng không biết là ở bên đấy thì thế nào. Thế nhưng mà tâm chiếu hoàn quán thấy rằng nếu như người Việt Nam của chúng ta ấy, mà chúng ta biết phát huy một số những cái món ăn của chúng ta ở Việt Nam ấy mà sang đấy làm thì có khi cũng tốt đấy. Phải không có quý đạo hữu? Nếu chúng ta biết làm một số món ăn gì đó chúng ta bán ở bên đó thì nó rất được được rất là nhiều người người ta quan tâm đến việc món ăn của Việt Nam cũng rất là ngon. Thì bạn có thể trong cái thời gian này bạn có thể bán bằng cách ship hàng giống bên Việt Nam được không? Ở nước ngoài có bán hàng ship hàng không? Có, thế thì ở bên đây, bên Việt Nam mình cũng thế, ở đây cũng thế. Ví dụ như mình có thể làm một số những cái rất là đơn giản thôi. Bánh trôi, bánh chay gừng chẳng hạn. Đấy, bánh trôi, bánh chay hoặc là bánh gì đấy. Các bạn làm thử và các bạn đưa lên các bạn bán. Thì nó có cũng có thu nhập đấy. Chứ còn chúng ta đừng lệ thuộc về một nghề. Chúng ta phải biết uyển chuyển nhiều nghề. Thế chúng ta bán cho khu vực của chúng ta. Thế và những cái đấy thì người Việt Nam chúng ta biết làm mà. Nó có công thức là chúng ta biết làm thôi. Thế làm sao cho món ăn phù hợp thì chúng ta phải sống. Về Việt Nam bạn vẫn phải đi xin việc làm chứ cũng không thể không xin việc làm được. Trên đầu tiên là chúng ta tu tập để hồi hướng cho chúng ta có được cái duyên mà có được cái việc làm khác tại nơi đó thì có lẽ nó cũng sẽ thuận hơn nhé. Thế còn cái thứ hai nữa thì các bạn không thể trả nợ nổi rồi thì các bạn ở trong tâm của các bạn thì các bạn biết là cái đồng tiền đấy là của đất nước bên đó vay là phải trả. Thế thì rồi nếu như ở bên đó bạn về Việt Nam bạn không sang nữa, ví dụ bây giờ bạn nợ là 10 triệu chẳng hạn, nợ ngân hàng là 10 triệu thì bạn phải phát nguyện cái 10 triệu đó bạn cũng sẽ đi làm vào các việc công ích cho con người. Các bạn rõ chỗ này chưa ạ? Cái đấy lấy của con người thì chúng ta lại phải trả về cho con người, đừng có lấy mất của con người là được nhé. Thì chúng ta có thể vào các cái quỹ khác. Chúng ta có thể về Việt Nam chúng ta không quay trở lại đấy nữa, nhưng chúng ta vào cái quỹ khác, chúng ta chân thật, chúng ta bạch Phật là con khó khăn, con hiện tại chưa trả được thì con phải về và cái số nợ này con sẽ ghi nhớ để con trả lại cho chúng sinh bằng các cái hình thức khác. Các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Hoặc là cúng dường Tam Bảo hồi hướng hoặc là cho vào quỹ từ thiện. Đấy, thì nó cùng là trợ giúp cho con người thôi thì chúng ta sẽ không mắc nợ trong đời này nhé. Thì hai phương án đó thì các bạn tùy duyên chọn ạ.